Đấy, lúc về trong đầu em suy nghĩ gì? Đợi một chút, xong chưa? Vậy khi mà đối thủ đã rắn như vậy, em chờ xíu coi. Từ giờ, đợi một chút. Đức lách người ra và cam vứt sát vào thì không lách người bên kia thôi. Ông tiến vào, cứ tiến vào, không sao. Rồi, ok, thế nha. Rồi, bắt đầu. Vậy khi mà đối thủ đã rắn như vậy là em cố gắng là sẽ chiến đấu mạnh mẽ hơn. Chiến đấu mạnh mẽ hơn sức mình về xử lý bóng nhanh là tốt. Em học hỏi được điều gì lớn nhất từ trận đấu này? Em học hỏi là chủ yếu là rút ra kinh nghiệm từ bản thân, có những sai sót thì rút ra thôi, cũng không học gì rất cũng. Vậy bản thân sai sót là trong trận đấu này em có cảm thấy mình có điều gì sai sót không? Có sai sót là những về chạm bóng đầu tiên là sai sót, có những tình huống chìm bóng sai. Em đánh giá đối thủ trong trận đấu ngày hôm nay thi đấu như thế nào? Thì đối thủ thi đấu cũng bình thường, nói chung là họ cầm cụm chủ yếu là khi mà phòng ngự nhiều. So với trận đấu Arsenal trước đây thì em thấy trận đấu này thì được chưa? Vậy so với trận đấu Arsenal thì chất lượng các cầu thủ Arsenal có trình độ cao hơn hẳn. Trận đấu này em thấy thi đấu khá là thoải mái và dễ dàng hơn.